Và chúng ta hãy cùng đến với trận thi đấu bản lề trong xê đấu thứ tư. Persian đến từ game thủ Chip Boy, còn Gunny là người cầm AC. Bên kia không biết có những cái gì. Vâng, Gunny sơ quân là quá nhanh. À xin lỗi các bạn, là Chip Boy sơ quân là quá nhanh. Chưa kịp nhìn bên kia có những cái gì. Vâng, thì đã thôi rồi. Nói chung là Per và AC thì cũng đã là mát lắm rồi. Còn bên kia vâng có cái gì thì kệ rồi, vẫn thi đấu được, cũng chả xoắn cái gì. Trừ khi hai trang thì hơi quẩy quẩy một chút, hơi xoắn xoắn một chút. Còn lại thì cân hết, chơi hết. Vâng, cho một nông dân ăn ở những cây quả sát với chiếc BG. Và hai nông dân có thể ăn được cây quả này một cách vâng thuận lợi nhất. Rất tuyệt vời. Đẻ dân là rất đều ở tất cả các game thủ. Màn hình máy của game thủ Chip Boy một đàn hiếu to. Vâng, tiếp tục cùng quay trở lại trận đấu màn hình máy của game thủ Chip Boy, người cầm Persian một bầy hươu to. Nhưng bây giờ thì cần thêm những con voi hoặc là một bầy hươu to nữa. Bãi vàng thì cũng đã đẹp rồi, bãi gỗ thì cũng không đến nỗi nào. Vâng, những bãi gỗ không đến nỗi nào, hoàn toàn có thể thiết kế chiếc BS đẹp. Tuy rằng gỗ đầu là hơi xa, nhưng vâng cứ chặt mãi thì kiểu gì cũng phải đủ chiếc BS đầu thôi. Không thằng dân thứ 20 thì thằng dân thứ 21, mà không 21 thì 2x, kiểu gì thì cũng được chiếc BS đầu thôi. Nhưng có phải vâng không thể lên đời bằng gỗ, phải lên đời bằng thực. Vẫn phải tìm thêm đồ ăn. Màn hình máy của game thủ Gunny AC một chút. Vâng cứ tưởng là quay đầu sang nhà game thủ Chip Boy. Nhưng không. Lại mất tay. Quả không ra, toàn ra hiêu voi này, Chip Boy thì không thấy hiêu voi đâu. Thế mới căng. Vâng cái cặp này hôm nay đi ra đường phong thủy thế nào ơi. Vâng, ngày hôm nay tôi cũng đã thấy hơi ngờ ngợ rồi. Gunny rất ít khi đến sát giờ thi đấu thì mới có mặt. Ngày nay thì sát giờ thi đấu thì Gunny mới có mặt. Tôi thấy nghi nghi rồi. Bây giờ thì một bầy hiếu to nữa đang được game thủ Chip Boy xả thực. Chỗ hiếu này sẽ đủ cho game thủ Chip Boy lên 3 thôi. Nhưng phải dồn thật nhanh, ép thật nhiều nông dân lên ăn thật nhanh. Cái bãi gỗ đầu nó cũng đang rất tù tội. Gunny tầm lại 25 cũng quả phụ. Vâng, thậm chí còn đến hai quả phụ. Vâng, cũng có ép đóng sát cái bãi gỗ. Cũng rất hay, nhưng quan trọng là vẫn chưa thấy gặp may cho lắm. Màn hình máy của game thủ Chip Boy tiếp thôi. Một bài Chip Boy mà lại có thêm đôi voi và bãi quả nữa. Đây là lực chém có thể nói là vô biên cương. Nhưng bài này Chip Boy liệu có kích 9 và cân đôi được không? Chúng ta cùng chờ xem. Bài này mà kích 9 và cân đôi được mới là vâng mới là hot. Đừng đóng ép. Vâng, đóng mờ vì đóng mờ là hợp lý rồi. Rồi, gỗ sắp đủ rồi. Như vậy là vẫn 9 thôi. Bài này vẫn 9 thôi. Chip Boy thì vẫn 9 thôi. Không thể xanh được bài này, chỉ là 9 thôi. Tôi cũng muốn chụp ảnh giờ này, nhưng mà giờ này thì đang phải bình luận, không chụp được ảnh. Rồi, đóng ép rồi. Rồi, hai chiếc e, nhưng mà không biết là cái bãi vàng có chọc xuyên nữa hay không. Có tay để câu voi trong thời gian mà con ngựa giò đẩy đi sẽ là công giáp đầy đủ thôi.
Trên đường đi có rất nhiều đồ ăn để em thủ chip boy có thể ăn hoang. Vâng, lên cái giáp rồi. Công xong rồi lên cái giáp. Như vậy là gặp nhà em thủ Hoàng Mai Nhi. Hoàng Mai Nhi là người cầm cái gì đây? Đã cùng chờ xem một BB đã kín giữa hai khe rừng. Cho nông dân xếp vào phía trong một chút. AC Egypt hay là... Vâng, hay là Samu. Vâng, Sam thì 40 máu thì là hơi mệt, nhưng 40 máu không có nghĩa là không chết. Vâng, đúng là Sam thật. Vâng, vừa mới đóng nhà điều kiện xong lại mát quá. Nào nào nào, vâng vậy e. Nhanh tay em. Vâng, vẫn đang còn khá nhiều hướng vào. Đúng rồi, xếp hình nông dân vào, chuẩn vào, đẹp vào. Đâu rồi lạc đà, đâu rồi, đây rồi, hai con lạc đà đầu tiên. Nhẹ nhàng bước thẳng xuống góc 3 giờ. Vâng, bơm cho em thủ Gunny gỗ để Gunny có thể vẩy e và bo nhà. Còn Gunny bây giờ thì mặc kệ thôi, tôi chưa muốn xem. Đây rồi, nhà em thủ Quýt. Quýt là người cầm Greg Minoan hay là... Vâng, hay là cái gì đây, hay là phô đây. Ta cùng xem. Như vậy là Hoàng Mai Nhi đã chủ động rồi. Vâng, Hoàng Mai Nhi là người chủ động. Vâng, Minoan đến từ game thủ Quýt. Ông Minoan tôi thấy đóng A. Còn Hoàng Mai Nhi dường như lúc nãy cũng là người đóng A thì phải. Không biết là có đóng A hay đóng cái gì. Vâng, cái nhà điều kiện. À, như vậy là Hoàng Mai Nhi là người đóng L. Vâng, tỷ số là 2-1. Vâng, cứ tưởng là kèo trên bình luận lúc đầu thì có vẻ là rất nhẹ nhàng, nhưng bây giờ là phải hồi hộp chờ đợi từng trận thắng. Chết thật. Vâng, đúng là M và L đến từ game thủ Hoàng Mai Nhi thật. Cũng là hồi hộp chờ đợi từng trận thắng. Vâng, đi bình luận thì không muốn ai gần game thủ bình luận thua trận cả. 2-1 ở trong xe đấu thứ tư rồi, cố lên. Trận chung kết đầu tiên dành cho Hoàng Mai Nhi và game thủ Quýt ở trong xe đấu thứ tư.